Thưa quý vị, vào mỗi mùa mưa bão, tuyến đường lên huyện miền núi A Lưới gặp nhiều khó khăn do nhiều đoạn bị sạt lở. Bên cạnh đó là các khúc cua có bán kính nhỏ làm che khuất tầm nhìn. Và chính vì vậy, Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.5, khu quản lý đường bộ 2 đã tiến hành chống sạt lở và cải tạo các điểm tiềm mẫn tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Tại km 56+200 quốc lộ 49, một trong những điểm bị sạt lở nặng trong các đợt mưa bão trước, giờ đây đang được tiến hành san bạt ta luy dương. Trung bình mỗi điểm có nguy cơ sạt lở sẽ được đào sâu vào từ 10 đến 20 mét và tạo các điểm gờ để hạn chế tình trạng sạt lở xảy ra khi mùa mưa bão đến. Hiện nay, miền núi Thừa Thiên Huế đã bước vào mùa mưa nên các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi vào buổi sáng để đẩy nhanh tiến độ. Về phía chủ đầu tư thì chỉ đạo rất là quyết liệt sao để đẩy cho nhanh tiến độ trước mùa mưa. Về phía chính quyền địa phương, các tỉnh và các huyện là cũng rất nỗ lực về trong cái khâu giải phóng mặt bằng. Trên tuyến quốc lộ 49, nhiều điểm ta luy dương núi cao được đào bạc, đồng thời một số góc cua có bán kính nhỏ cũng được thiết kế mở rộng đường cong, được gia cố bằng kè và bê tông. Như vậy sẽ chống sạt trượt, giảm thiểu việc bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão. Vì vậy trong quá trình thi công, các đơn vị đã đẩy nhanh các điểm đào bạc ta luy dương, vừa đảm bảo lưu thông trên tuyến, vừa đảm bảo chống sạt trượt vào mùa mưa. Văn phòng quản lý đường bộ 2.5 cũng như khu quản lý đường bộ 2 là thường là kiểm tra các đơn vị thi công và kiểm tra tiến độ đôn đốc để mà đẩy nhanh tiến độ hàng ngày của từng đơn vị thi công trên tuyến nhằm đảm bảo kịp trước cái mùa mưa bão này để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 49. Hiện nay tuyến đường quốc lộ 49 đường lên huyện miền núi A Lưới có 27 điểm đang được cải tạo. Đây là những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vì núi cao che khuất tầm nhìn của các phương tiện khi lưu thông. Nếu như trước đây lưu thông trên con đường nhỏ và cong gây nhiều khó khăn nguy hiểm, thì nay đường đã được mở rộng thêm hai bên, giảm bớt độ cong, đảm bảo tầm nhìn, tạo thuận lợi cho các phương tiện khi lưu thông lên huyện A Lưới. Tuyến đường này là đảm bảo an toàn lưu thông trong cái mùa mưa lũ đối với là các cái phương tiện đi lại trên tuyến đường này, và cũng thuận lợi cho bà con nhân dân cũng như các tiểu thương, các cái phương tiện là cũng lưu thông cái tuyến đường này là cũng đảm bảo an toàn trong cái thời gian mùa mưa lũ cũng như trong thời gian sắp tới. Sau 3 tháng khẩn trương thi công, đến nay một số đoạn đã hoàn thành, chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thảm nhựa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông để hoàn thiện công trình. Dự kiến việc thi công chống sạt lở và cải tạo các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường lên huyện A Lưới sẽ được hoàn thiện vào cuối tháng 10 năm 2023, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội cho huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế.